Thế test máy anh ạ. Anh để tiếng máy 30 anh Thịnh nhá. Có tiếng anh nhờ, có đúng không? Join me, yes, yes, yes. Yes. Vâng, cho Son và Catharian. Tiểu Bạch Long cầm cho Son, còn Chiến X cầm Catha. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem ai sẽ là người giành chiến thắng. Trận đấu đầu tiên là cân kèo. Vâng, nhốt dần thôi. Vâng, đóng nhà BG luôn, nhốt được hai dần. Cặp đấu của những game thủ hàng đầu về Giam Đầm, những game thủ hàng đầu về đánh team 44. Trong khi Tiểu Bạch Long là đội trưởng của Thái Bình. Vâng, người được mệnh danh là ông vua của đánh tin năm 2011 thì 9X là một trụ cột của Song Long.
Vâng, quay trở lại trận đấu lúc này, Tuyển Bạch Long đang kéo dân ra đóng BB cùng một lúc khác, anh đang mang dân đi đâu thì tôi không biết. Vâng, đập lô sang hay là đi ăn một bãi quả cực xa. Vâng, ăn một bãi quả ở rất xa, cạnh đó là một bầy hươu luôn. Lúc này thì Tuyển Bạch Long đang vừa nghe nhạc và vừa đánh chế. Vâng, vừa nghe nhạc và vừa đánh chế. Giống kiểu của Tiểu Thủy Ngư, có vẻ như anh đã học được. Vâng, anh đang học được Tiểu Thủy Ngư, vừa nghe nhạc rap vừa đánh chế rồi. Còn lúc này chắc chắn Tiểu Bạch Long đang nghe nhạc sàn. Mong các bạn thông cảm, sau trận đấu này tôi sẽ yêu cầu Tiểu Bạch Long tắt tiếng để phục vụ khán giả được nhiều hơn. Vâng, còn lâu anh mới kích được đời. Vâng, kích thôi, quấy 10. 10 phút, vâng, 11 tròn luôn đi cho nó đẹp. Bắt đầu bao vây nhà cửa. Vâng, tìm đến nhà của 9x rồi, 9x 12 giờ, Tiểu Bạch Long 3 giờ. Các anh sẽ gặp nhau. Ăn hoang bãi quả xong sẽ ăn hoang bầy hươu luôn. Chuẩn bài. Cắt. Vâng, lúc này thì các bạn có thể biết rằng chiến thuật của kèo Catharian cho son thì ngoài Trương chỉ có đúng một bài thôi, đập dân và chơi hù. Và Tiểu Bạch Long thì bài này anh đánh cực hay. Chúng ta cùng chờ xem. Vâng, nhà hù thứ hai. Trận này tôi ra các dự Tiểu Bạch Long đánh 4 nhà phù. Tiếp tục đi ăn hoang trăng. Không, anh kéo dân về đóng ruộng thôi. Trong nhà anh Tiểu Bạch Long trận này có 2 bãi với vàng, như vậy là điều kiện tiên quyết để anh có thể chơi châu phù thủy. Không biết anh đã nâng cấp vâng, nâng cấp bánh xe rồi. Chặt vàng đã nâng cấp chưa? Vâng, nếu có nâng cấp chặt vàng thì trận này chơi phù bá đạo. Vẫn chưa thấy hình bóng một đơn vị quân nào của 9x xuất hiện trong nhà của Tiểu Bạch Long cả. Con ngựa giò của game thủ Tiểu Bạch Long vẫn đang chạy lòng vòng. Vâng, ở Tiểu Bạch Long luôn luôn có sự chắc chắn. Vâng, khoanh ruộng được vẽ rất đẹp rồi. Vâng, phù thủy bắt đầu công lên. 9x đang có 3 con phù thủy lao lên nhà của game thủ Tiểu Bạch Long. Vâng, đen luôn. Vậy là cuộc chiến phù thủy chuẩn bị được bắt đầu. Vâng, 3 nhà phù thủy. Sau đó cầm đạo dân này đi đập luôn. Phù thủy lao đến đâu thì nông dân lao ra đến đó. Ai sóc trâu dân hơn và đập dân tốt hơn sẽ là người giành chiến thắng. Vâng, lao lên. Hỗn chiến chuẩn bị xảy ra. Vâng, loạn tiễn phân thầy. Hù thôi. Vâng, hù được con lạc đà rồi. Bây giờ thì dân đập phù thủy. Vâng, anh đen luôn cả con lạc đà luôn, không cần thiết nhiều. Vâng, sau đó là lại lấy phù, phù lại máu cho phù. Vâng, như ông già lọ khọ đang dựa lưng nhau mà sống. Vâng, chỉ nick phù được con dân của Tiểu Bạch Long cũng đen luôn. Các anh sử dụng nút đen thật là nhanh. Hù ngựa giò không? Vâng, con phù thủy của chỉ nick đã nâng cấp chạy nhanh. Vâng, phù được ngựa giò rồi. Cuối cùng thì Tiểu Bạch Long đã giành chiến thắng trong kèo đấu phù này. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc.
Vâng, bây giờ là pha công quân của game thủ Tiểu Bạch Long. Anh cầm khoảng chục con nông dân. Vâng, xông lên. Nâng cấp chạy nhanh cho phù thủy rồi, nhưng ông già lọ khọ đang di chuyển rất y ạch. Pháo kẹp gì nó hù luôn cả pháo anh ạ. Anh ơi, cung nó phù cả cung. Vâng, đen luôn con ngựa giò không? Vâng, anh không đen và cho luôn rồi. Chúng ta chuẩn bị được chứng kiến pha công của Tiểu Bạch Long. Vâng, lao vào. Một đội nông dân khoảng chục con đang lao vào những con phù thủy của game thủ 9X Pro. 9X đang dàn binh bố trận. Vâng, rất nhiều phù thủy thủ ở nhà. Bây giờ Tiểu Bạch Long mang phù lên để hù lại những con nông dân này. Vâng, đập thẳng ở bãi vàng. Đập dân rồi. 9X và Tiểu Bạch Long đều là những game thủ chơi đập dân cực kỳ hay. Vâng, công phù. Hỗn chiến xảy ra. Vâng, nông dân lao vào nhau đập phù thủy. Vâng, cái hình ảnh này chúng ta đã nhìn quá nhiều trong suốt thời gian qua rồi. Kể từ cái ngày mà Tiểu Bạch Long dạy cho chim sẻ biết thế nào là đánh phù thủy và đập dân. Vâng, tuần này Tiểu Bạch Long thắng hay thua đây? Tuần trước 9X lên nhà Tiểu Bạch Long thì thua rồi. Vâng, thôi én thôi. Vâng, Tiểu Bạch Long đang vẽ được rất nhiều ruộng ở xung quanh nhà chính nhà mình rồi. Liệu anh có nhảy được 4 không? Vẫn ba nhà BL sóc đều như vắt chanh. Đi ăn hoang vàng thôi. Vâng, tham lai cân. Tham lai của Tiểu Bạch Long đang là 44/60. Cái việc sóc phù thủy như thế này thì rất là hay. Vẫn còn những con phù thủy đang ở trên nhà của game thủ 9X. Tiểu Bạch Long làm 9X rất mất tay. Vâng, đen được con nào thì phù luôn con đó. Xin lỗi các bạn, là đen phù được con nào thì đen luôn con đó. Vâng, Tiểu Bạch Long vừa làm một hành động điên cuồng. Kích thôi, còn chờ gì nữa hả anh? Tiếp tục công phù lên nhà của game thủ. Vâng, vâng, tiếp tục những ông phù thủy gặp nhau. 9X đã bật 4 xong rồi. Vâng, như vậy là 9X bật 4 xong rồi. Các bạn có thể thấy rằng chủ động bật 4. Bài của 9X công trước và chủ động bật 4 trước. Rất hay, phải nói là 9X đang cực kỳ kinh nghiệm trong kèo cho Son Kata. Những kèo đấu mà chỉ có phù và dân thôi. Không hề đơn giản khi đối đầu với 9X Pro. Rõ ràng 9X không phải là một tay mơ. Vâng, tham lai của 9X bắt đầu đè rồi. 9X bắt đầu ra những con hot. Vâng, Katharian nhảy 4 sẽ có những con hot lửa. Còn cho Son thì không có lửa. Bắn chặn chỉ ngang theo nhau thôi. Các bạn có thể thấy những khoanh ruộng 9X cực kỳ đẹp. Anh vẽ ruộng điên cuồng. Vâng, đang rất thiếu gỗ đóng BA. Vâng, bắn chặn nâng cấp. Hot sóc luôn. Chặt gỗ 3. Vâng, chặt gỗ 3. Có vẻ như anh không nhớ. Vâng, bây giờ bài này mà bài đánh chuẩn là nâng cấp dân thần. Chọc hot. Tiểu Nam vừa nâng cấp đây anh. Vừa rồi trong... Vâng, vừa rồi trong việc nâng cấp phù thủy, game thủ Tiểu Bạch Long đã nâng cấp hù được nhà. Vâng, để phù thủy có thể hù được nhà của game thủ 9X Pro. Ba phù thủy của Tiểu Bạch Long vừa hù được hai con hot của game thủ 9X Pro. Chính xác là ba con hot luôn. Và quay ra đấm đá luôn với những con hot này. Vâng, phù thủy của 9X cũng đã công lên. Hù được một hot của Tiểu Bạch Long rồi.
Thì Nick vẫn chưa có lửa nhưng dường như cả hai đều đã có bắn chặn. Rất nhiều phù thủy của game thủ Tiểu Long vẫn đang thủ nhà. Chỉ Nick thì công cả phù thủy luôn. Vâng, bài công cả phù thủy và cả hot. Vâng, bây giờ thì hai game thủ đang đấu hot với nhau, cùng với đó là kẹp cả phù thủy đi đằng sau. Vâng, tạm thời thủ được nhà rồi, tham lai cân. Vâng, lúc này thì Tiểu Bạch Long đang có tham là 66/76. Cả hai anh đều đã nhảy 4 trong một kèo đấu Catarian đối đầu với Cho Son. Tiểu Bạch Long và Chiến X vừa cống hiến cho khán giả những pha đập dân, những pha chơi phù thủy rất hay. Còn bây giờ Tiểu Bạch Long công vào. Vâng, Tiểu Bạch Long công thẳng vào bãi ruộng của game thủ Chiến X Pro. Chiến X Pro vẽ ruộng rất đẹp và phải nói là nếu mà vẽ như này thì lao động và làm việc sẽ cực kỳ hiệu quả. Vâng, lao vào thôi những quanh ruộng sát với nhà chính của mình. Vâng, Tiểu Bạch Long vào ăn dân. Chắc tờ này tham thì Nick sẽ tụt thảm hại. Ở nhà của mình Tiểu Bạch Long, vâng phải nói là, vâng bị bắt rồi. Bị vẩy e và bắt gọn tơn hot này của game thủ Tiểu Bạch Long. Có lẽ anh sẽ lại bị đè lại ngược lại tham. Tham này đang ở 75/88. Vâng, điên cuồng vẽ ruộng nhưng vấn đề là phải đi dò vàng. Tôi nghĩ rằng bỏ ra 100 thực để mà đi dò vàng trên bản đồ thì cũng không phải là quá đắt. Vâng, những con hot của Chín X đã có lửa, khạc ra lửa rồi. Đang công vào bãi vàng còn lại duy nhất của game thủ Tiểu Bạch Long. Vâng, thực ra trên bản đồ vẫn còn một bãi vàng nữa. Vâng, dường như đây sẽ là một bãi vàng trên bản đồ con. Nhưng mà không biết Tiểu Bạch Long có chiếm không. Nếu không chiếm vàng ở cái bài như thế này, Tiểu Bạch Long sẽ nằm xuống. Vâng, đây là dốc nhưng Tiểu Bạch Long còn điều cái gì nữa. Khi mà nó có bắn chặn rồi thì điều cũng không thành vấn đề. Chạy ngang, chạy chéo thì vẫn bị ăn tên lửa hết. Vâng, có vẻ như Chín X sẽ là người... Vâng, Chín X sẽ là người chiếm lợi thế hơn khi anh đang có. Trong tình huống vừa rồi thì Tiểu Bạch Long vừa kích lên dân thần, vâng đóng điên cuồng nhà BL để sóc dân. Vâng, sóc dân và sẽ có một tôn quyết định khi mà vàng đã không còn nhiều rồi. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem bài dân thần của game thủ Tiểu Bạch Long có thành công hay không. Vâng, bây giờ thì một kích dân đi sau một kích hot. Vâng, dân đang đảo. Vâng, dân thần nâng cấp xong rồi. Vâng, dân lao vào chọc hot, chuẩn bài luôn. Vâng, quá chuẩn luôn, dân 65 máu, công 3 cộng 7, chiếm được dốc rồi. Vâng, đã chiếm được dốc. Bài cực kỳ hay của game thủ Tiểu Bạch Long. Liệu, vâng đây rồi, chỉ nick cực kỳ đông hot. Dân thần, vâng, dân thần lại lao vào. Vâng, anh lại ôm một đạo dân lên để bù lại được số lượng hot ít hơn của mình so với chỉ nick. Và chỉ nick trận này thì có lửa, trong khi Tiểu Bạch Long thì không. Hot của chỉ nick sẽ là 7 cộng 1. Vâng, nông dân lại lao vào. Cả hot cũng như vậy. Quả đấy điều dân hay điều quân lao thẳng dốc thế. Vâng, tham lai của Tiểu Bạch Long lại tụt xuống thảm hại, chỉ còn 64/120 thôi. Anh đang tụ dân. Bài này phải 6 bài.
Vâng, bây giờ thì game thủ Tiền Bạch Long đang châu dân. Châu dân để lại được tham. Vâng, tham toàn dân thôi, đây là dân thần. Hot còn rất ít. Vâng, cho son đầu 4 đánh quẩy. Hợp lý. Quẩy chống được mũi, những cái mũi tên của những con hot. Vâng, bây giờ thì những con nông dân thần đang lao vào những con hot. Hot đi sau, còn nông thần thì đi ở đằng trước. Vâng, đạo 1 đi trước tiên phong và đạo 2 thì đi sau. Vâng, các bạn có thể thấy đội dân của game thủ Tiểu Bạch Long vẫn liên tiếp lao vào những con hot. Vâng, chọc hot liên tục. Vâng, chết rất nhiều hot rồi. Tiếp tục là một đạo dân khác lao lên. Vâng, liệu Tiểu Bạch Long hot đứng trên dốc có lợi thế hay không? Chính Nick đang quá chủ quan, anh đứng lại để đấu hot với game thủ Tiểu Bạch Long. Tình huống vừa rồi thì chính Nick phải rút hot đi, nhưng chính Nick lại có một hành động sai lầm, anh đứng ở dưới dốc và quyết định đấu hot trong khi dân thần lao vào. Vâng, dân thần 65 máu. Dân thần công 3 cộng 7 và 65 máu, không hề xoắn những con hot. Vâng, tiếp tục là một kích dân nữa. Anh làm gì? Đang tụ trên dốc. Có lẽ là chờ hot đứng dưới dốc, anh lao từ trên dốc xuống được cộng đam chạy nhanh. Tiểu lý phi thân. Vâng, như vậy dường như chín nick cũng là dân thần rồi. Tiểu Bạch Long không để ý, anh đang điều dân. Khó khăn cho Tiểu Bạch Long rồi, lao vào thôi. Vâng, chín nick cũng đã lên được dân thần Katarian. Tôi không biết là chín nick dân thần. Vâng, xong rồi. Tiểu Bạch Long, anh đã nằm xuống. Vâng, số lượng hot hết thì bây giờ sẽ cầm dân ra đập nhau thôi. Một trận đấu đã diễn ra 45 phút rồi. Và không biết tại sao Tiểu Bạch Long lại thua trong một cái kèo đấu mà anh đã đánh rất nhiều lần rồi. Anh là một trong những người quá kinh nghiệm trong cái kèo đấu này. Vâng, bây giờ thì chín x đang chọn bài chiến thuật tê lửa. Vâng, tê lửa thì nó thật là nông dân cũng khó có thể lao vào được. Vâng, quýt thôi. Lên đời muộn hơn. Vâng, tỷ số là 1-0 cho chín x. Xin chúc mừng chín x. Chúng ta sẽ đến với